Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, xe khách cũ nát, hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đây là chuyện không mới, nhưng nhiều chủ phương tiện vẫn cố tình tận dụng khai thác loại phương tiện hết đát này để đưa đón học sinh, nhất là ở các vùng nông thôn. Từ lâu, người dân đã quá quen với hình ảnh chiếc xe khách cũ nát chuyên chở học sinh đến trường ở bậc tiểu học. Các xe cũ nát này đều hết niên hạn đăng kiểm từ tháng 4 năm 2021 và tháng 10 năm 2022. Điều kỳ lạ tại đây, chiếc xe lôi tự chế được quây tôn xung quanh để đưa đón các em học sinh đã hoạt động thời gian dài nhưng không có bất kỳ cơ quan chức năng nào xử lý. Trên xe, chủ phương tiện đã hoán cải, gia cố hàng ghế băng để chở được nhiều học sinh. Trên kính dán tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn. Để xóa bỏ mối lo về tình trạng xe ô tô quá đắt vẫn lén lút hoạt động tại các trường học, ngoài việc tăng cường kiểm tra, xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, trách nhiệm bảo vệ con người của chính quyền địa phương và chính các bậc phụ huynh hãy nói không với xe ô tô hết đát vì sự an toàn của con em mình và cả cộng đồng. Năm 2022, với sự vào cuộc phối hợp quyết liệt của các ban ngành đoàn thể, các lực lượng chức năng, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã chuyển biến tích cực. Qua việc tuần tra, xử lý của lực lượng chức năng đã xử phạt trên 10.000 phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Theo báo cáo Ban An toàn giao thông, năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 148 vụ tai nạn giao thông, làm chết 108 người, bị thương 121 người. So với năm 2021, tăng 3 vụ, tăng 3 người chết, 8 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt trên 10.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phạt tiền trên 26 tỷ đồng, tạm giữ 3.400 phương tiện, tước 1.200 giấy phép lái xe các loại. Trong đó đáng chú ý là việc vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã xử phạt 1.671 trường hợp, phạt tiền trên 9 tỷ đồng. Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, lái xe sử dụng rượu bia, đi sai làn đường, phóng nhanh, thiếu quan sát đã gây ra những vụ tai nạn thương tâm. Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tăng cường ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, từ 18 giờ đến 22 giờ hàng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung tuần tra trên tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 39, quốc lộ 38, quốc lộ 38B, đường DT379, bởi không ít vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn. Thời gian gần đây thì tôi thấy là cũng hay xảy ra tai nạn nhiều, nên bây giờ các lái xe thường là lái xe đường dài thường hay buồn ngủ, đi sai làn đường. Khuyến cáo tất cả các anh em lái xe là nên cẩn thận đi đường, giữ gìn sức khỏe cho bản thân, đi đúng làn đường đúng, không quá tốc độ vi phạm của luật giao thông. Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm về an toàn giao thông khá phổ biến trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Người tham gia giao thông thường phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu chú ý quan sát, đi sai làn đường. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu, đều do lỗi chủ quan của người cầm lái. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là thứ nhất là lỗi chạy quá tốc độ, thứ hai là đi không đúng phần đường, làn đường quy định, thứ ba là thiếu chú ý quan sát. Ngoài ra thì một số những lỗi cụ thể khác như là không quan sát, không để ý khi sang đường. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến giao thông nông thôn, người tham gia giao thông vẫn còn chủ quan, xuất phát từ ý thức tham gia giao thông và chấp hành luật giao thông của những người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia còn nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gây ra tai nạn giao thông. Một trong những nguyên nhân mà gây ra tai nạn giao thông là người điều khiển phương tiện mà có sử dụng rượu bia, trong cơ thể có nồng độ cồn. Chúng tôi tiến hành kiểm soát vào các giờ cao điểm như là buổi tối, buổi trưa, đặc biệt là kiểm soát vào những cái khu vực mà thường có các quán ăn, rồi là quán nhậu, để tăng cường xử lý những cái người điều khiển phương tiện mà vi phạm. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh tiến độ tập trung xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, công tác tuần tra kiểm soát phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm là một biện pháp công tác nghiệp vụ, vừa phát hiện tội phạm vừa đấu tranh với những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Chuyên mục an toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.